Chào mọi người trở lại với channel của mình. Mình là Ryan Lê. Và hôm nay chúng mình sẽ trở lại với video huy động môn phái Icom S5. Thì server này đang được nhiều anh em quan tâm nhất. Thì hôm nay mình sẽ quay huy động môn phái võ đan cho mọi người nha. Thì top 1 là Thiên Tôn nha mọi người nha. Thì ở server này hiện tại đang khá là hot về cái tiêu đề là được nhiều anh em xem trọng trong cái giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang sắp tới. Thì theo mình sẽ có rất rất nhiều cái server tiềm năng như những server khác nha. Thì hôm nay mình sẽ review giống môn phái cũng như tâm sự mọi người cái diễn biến ở server này sẽ như thế nào nha. Thì trước khi vào video là một phút quảng cáo của mình, là bên mình có bán thẻ SIM rồi các bạn tự nạp Slowbay cũng như ngân hàng. Và bên mình sẽ nhận up nhân hồ tất cả các server cũng như thu mua lại ngân phiếu. Và bên mình sẽ nhận hỗ trợ cho các bạn tất cả những bạn nào mà up nhân hồ ấy, mình có bán thêm thẻ SIM 200k cho mọi người nha. Và bên mình sẽ up những up tuyệt học cho các anh top full tím full cam, thì nếu mà các anh cần thì cứ liên hệ em nha. Mình nữa xin cảm ơn người ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị đấu môn phái nha. Thì hôm nay mình không được khỏe nên mình nói hết nha, mọi người thông cảm nha mọi người. Ý, mình nằm ở cụm dưới này cũng nói chung cũng rất ok nha anh em. Bé An này nói chung võ đang kiếm cũng hơi mạnh này anh em nha. Ông nội nào coi phim 18 cộng đặt cái tên này ghê gớm như trời, bó tay luôn. Bây giờ mình sẽ mua máu và đánh nha anh em. Nói chung hết bùa ta, hôm qua còn bùa mà hôm nay hết rồi ta. Nói chung có bùa ngon rồi mà hôm nay hết bùa anh em. Hồi nãy mới lượm được quả trong cái chiến long động nha mọi người. Ngon lành, ngon lành. Một em đi vô được nha. Tiếp tục Thiên Tôn sẽ gặp. Gương quá trời mà không ai mở ra. Nói chung võ đan ấy nó sẽ được yêu cầu anh em đánh võ đan ấy là yêu cầu phải búp trâu thì mới có thể khả năng thắng nha. Còn cung đôn là yêu cầu né choáng nha mọi người nha.
Đại hiệp nhẹ tay, mình đã nhẹ tay lắm rồi nha bạn ơi. Mình nãy giờ mình không dùng lực luôn, mình dùng chưởng thôi. Đây thì mình sẽ gặp bé An nha. Bé An này ở năm nói chung là cũng rất là dễ thương nha mọi người, nha, nhiệt tình và dễ thương nha. Thì bé An chơi phở đang kiếm. Hơi khó nhằn nhưng mà mình sẽ cố gắng nha anh em. Cái kèo này mình thua hết 90% rồi. Phở đang kiếm đánh phở đăng ký khó chịu lắm. Nhưng mình sẽ cố gắng nha anh em nha. Má chết ngắt luôn. Ăn combo chết ngắt luôn. Thực là phải đích anh em à. Quá mạnh quá mạnh. Ăn combo chết luôn. Chưa được đánh nữa. Thì mấy anh sẽ gặp Thiên Tôn nha mọi người nha. Cái kèo này anh em chắc biết rồi. Thiên Tôn thì chỉ có Thiên Tôn mới chịu nổi combo của bé An thôi mọi người nha. Chứ combo phải đang kiếm mạnh lắm. Chúng mình cũng coi nha, coi bé An có thể giết được Thiên Tôn nha mọi người nha. À, đam Thiên Tôn quá mạnh anh em ạ. Trời trời nổi đi anh Yên Tôn muốn đi vội luôn em. Rồi xong giỡn mặt anh Thiên Tôn không sức chiêu thôi. Quéo quèo quèo anh em à. Xong luôn anh nha. Mọi người. Thì mình xin kết thúc video môn phái AS5 nha mọi người nha. Thì mình xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video kỳ sau. Chào tạm biệt mọi người.